6 laptop văn phòng hiện tại đang có mức giá rẻ bậc nhất đang có mặt tại Laptop World. Dành cho những anh em nào là dân văn phòng đang muốn cần một chiếc máy để về chạy deadline thì đang có mặt hết trong video ngày hôm nay rồi. Và mình sẽ tổng hợp cho anh em top 6 mẫu máy laptop văn phòng hiện tại đang có mức giá cực kỳ tốt. Và chúng ta cùng xem là đó là những chiếc máy nào nhé. Còn bây giờ bắt đầu video thôi. Đầu tiên chúng ta cùng đến với chiếc máy rẻ nhất trong video lần này, đó chính là chiếc MSI 14B5M 204VN. Giá niêm yết hiện tại đang là 15.990.000. Tuy nhiên tại Laptop World hiện tại đang có mức giá sale cực kỳ hấp dẫn 12.990.000. Và sở hữu cái thiết kế đẹp mắt tối giản với phần bản lề, cơ chế nâng gập bàn phím, trọng lượng tổng thể của chiếc máy này chỉ rơi được khoảng tầm 1,3kg mà thôi. Dù chiếc máy này là một chiếc máy được gia công bằng kim loại nhôm, thế nên là nó sẽ cho chúng ta được một cái sự linh hoạt cũng như sự cứng cáp cần thiết với một chiếc laptop. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có cấu hình rất mạnh với CPU AMD Ryzen 5 5500U, đi kèm với đó là 8GB DDR4 bớt 3200, hoàn toàn có thể nâng cấp lên 64GB. Chúng ta sẽ có thêm đó chính là SSD 512GB và card đồ họa tích hợp đó chính là AMD Radeon Graphics. Và với một màn hình 14 inch hiển thị tốt, tấm nền IPS LCD, độ phủ màu sRGB là 65%. Cái điểm trừ duy nhất mà mình thấy trên chiếc máy này thì nó sẽ đến từ phần viên pin mà thôi, khi mà chúng ta được sở hữu một viên pin nó hơi nhỏ một chút, 3 cell 39Wh. Nó khiến được cái thời gian sử dụng của chúng ta khi mà không cắm sạc nó hơi bị hẻo một chút. Nhưng đối với cái việc là chúng ta có sở hữu cho mình một cái chiếc máy mỏng nhẹ như thế này thì đó là điều hoàn toàn chúng ta có thể thông cảm được. Cái chiếc máy tiếp theo đó chính là một chiếc máy đến từ nhà Asus mà mình rất thích, đó chính là chiếc Q408UG. Và đây là chiếc máy được giảm giá từ 20.990.000 xuống chỉ còn 14.990.000 mà thôi. Và với một cái thiết kế sang trọng kết hợp với màu bạc xám có phần bóng bẩy hơn so với cả chiếc MSI mình đã kể ở bên trên rồi, thì với một cái bản lề chuẩn Egolip cũng cho cái cảm giác thao tác trên bàn phím và cũng như là cái hỗ trợ cho cái phần quá trình tản nhiệt của chiếc máy này nó cũng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Với một cái cấu hình có 102 trong cái mức giá này thì đã được sở hữu cho mình, đó chính là CPU AMD Ryzen 5 5500U, đi kèm với đó là 8GB LPDDR4X. Và cái điểm đặc biệt mình muốn nói ở đây đó chính là chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu cho mình đó chính là một con cạc rời, chứ không phải là một con cạc kích tích hợp trên CPU như là đời của chiếc MSI nữa. Chúng ta sở hữu cho mình đó chính là Nvidia GeForce MX450. Và với một cái cấu hình như vậy thì chúng ta có thể hứa hẹn rằng đây là một chiếc máy có thể cho ra một cái trải nghiệm chiến game cũng như là làm những cái thao tác liên quan đến đồ họa 2D rất là tốt. Và với một màn hình là 14 inch IPS LCD sRGB lên tới là sấp xỉ 100% luôn, thì đây cũng sẽ là một chiếc máy đáng để lưu tâm đối với những anh em nào đang sử dụng cái tác vụ liên quan đến AI, Photoshop hay là Lightroom, thì cũng sẽ được sử dụng để chúng ta có thể làm những cái thao tác đồ họa chuyên nghiệp. Và với một viên pin lên tới là 63Wh nhưng mà lại trong thân xác của một chiếc máy chỉ đâu đó rơi khoảng tầm 1,15kg mà thôi, vừa đảm bảo tính linh hoạt, vừa đảm bảo sự cơ động và cũng như là chúng ta sẽ có một cái thời gian sử dụng nó rất là tuyệt vời. Điều này nó khiến cho cái sự cân bằng của chiếc máy này được đẩy lên cực hạn luôn. Cái điểm trừ trên cái chiếc máy này thì nó chắc chắn là anh cũng đã biết rồi, đó chính là việc chúng ta đã chỉ được sở hữu cho mình đó chính là RAM LPDDR4X thôi. Thế nên là chúng ta hoàn toàn không thể nâng cấp trong tương lai. Nhưng mà bù lại chúng ta vẫn sẽ có RAM Dual Channel và đi kèm với đó chính là một cái độ băng thông rất lớn lên tới là 4266MHz. Ở cái vị trí tiếp theo là hai chiếc IdeaPad 5 Pro với hai phiên bản màu xám khói và cũng như là màu xám bạc, thì hai chiếc máy này sẽ đều có mức giá là 17.990.000. Và cái đơn giản thôi là bởi vì hai chiếc máy này nó không khác biệt nhau bất cứ thứ gì ngoài vấn đề màu, thế nên là mình xin phép là mình liệt kê chung ở trong vị trí lần này luôn. Và chúng ta đều có cho mình đó chính là một cái thiết kế tối giản gia công full nhôm với độ chắc chắn và mức cân bằng vô cùng ổn định ở mức là 1,39kg. Và chúng ta đã có cho mình trang bị cấu hình mạnh mẽ CPU AMD Ryzen 5 5600U, đi kèm với đó là RAM 16GB DDR4 bớt 3200, SSD 512GB và GPU tích hợp trên CPU đó chính là AMD Radeon Graphics. Tất nhiên là cả hai chiếc máy này đều sẽ cân tốt tất cả những cái tác vụ văn phòng Word, Excel hay là các tác vụ liên quan đến đồ họa 2D rồi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đây là nó sẽ được sở hữu cho mình đó chính là một màn hình 14 inch, tấm nền LCD với độ phân giải là 2,8K cho một màn hình 14 inch. Thì với cả độ sáng cao lên tới là 400 nit và đi kèm với đó là tần số quét lên tới là 90Hz, thì không chỉ có thể hiển thị rõ nội dung vô cùng sắc nét và độ chuẩn màu cao để anh em xử lý các tác vụ liên quan đến đồ họa và làm việc, mà chúng ta hoàn toàn có thể có lợi thế khi mà chúng ta cạnh tranh trong những cái tựa game FPS như là CSGO, Valorant hay là PUBG, nếu mà chúng ta so với cả những cái đối thủ chỉ sử dụng màn 60Hz trong cái lúc giá này. Cái điểm trừ ở đây đó chính là việc chúng ta không thể nào mà nâng cấp cái bộ RAM của chúng ta được khi mà chúng ta đã có một bộ RAM 16GB được hàn cứng onboard. Thế nên là cái việc sử dụng về sau về lâu về dài mà các anh em muốn nâng cấp ấy, thì nó cũng hơi khó. Nhưng
nhưng mà với bộ RAM 16GB thì mình không nghĩ ra được cái tác vụ nào mà có thể làm khó được hai em này cả. Và lại còn là 16GB dual channel, thế nên là mình rất tự tin về cái khả năng xử lý của hai em máy này. Cũng như cặp đôi cùng tiến kể trên, chúng ta sẽ có cho mình đó chính là hai chiếc máy y hệt với chúng, đó chính là IdeaPad 5 Pro nhưng mà là phiên bản sử dụng AMD Ryzen 7 ấy. Và sở hữu ngoại hình này, thiết kế gia công này, màn hình y hệt như thế hệ rẻ hơn của nó. Nhưng mà cái điều khác biệt ở đây khiến cho anh em bỏ ra hơn 2 triệu nữa, đó chính là 19.990.000 cho hai chiếc máy này là cái gì? Dĩ nhiên rồi, đó chính là về phần cấu hình thôi. Chúng ta đã sở hữu cho mình đó chính là CPU AMD Ryzen 7 5800U, đi kèm với đó là RAM 16GB, SSD 512GB. Và chúng ta đã có cho mình đó chính là các đồ họa tích hợp AMD Radeon Graphics, sẽ khiến cho bạn có một trải nghiệm hiệu năng thực sự khác biệt so với hai chiếc máy IdeaPad 5 Pro mà mình đã liệt kê vị thứ 3. Tất nhiên rồi là chúng ta sẽ không thể nào phủ nhận được cái độ mạnh của Ryzen 5 5600U. Tuy nhiên là nếu mà Ryzen 5 5600U mà lại đi gặp Ryzen 7 5800U thì chắc là chỉ có nước cúi mặt xuống thôi. Tất nhiên rồi là cái điểm yếu ở đây nó vẫn sẽ giống như cái thế hệ mà mình đã liệt kê ở trên, đó chính là việc chúng ta không thể nào nâng cấp cái vấn đề RAM lên được. Mà với bộ RAM 16GB thì với cá nhân mình vừa nói rồi, mình thấy vẫn là rất đủ để chúng ta có thể cân được tất cả mọi tác vụ ở thời điểm hiện tại. Ok, và đó là quan điểm và nhận định của mình về top 6 mẫu laptop văn phòng hiện tại đang hot nhất trên thị trường hiện tại mà đang có mặt tại Laptop World luôn. Thế nên là mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới cho anh em nào quan tâm để chúng ta kiểm tra xem là cái mức giá có thực sự đã tốt hay không nhé. Còn nếu mà các anh em thấy video này hữu ích thì cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ chúng mình trong tương lai nhé. Mình là An, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.